Cửa hàng âm thanh bãi 197 xin kính chào toàn thể các bác. Thì trước mặt các bác đây là một lô đẩy tới từ thương hiệu Lắc mà ngày hôm qua bên em vừa mới bóc hàng ra các bác nhá. Thì cô Xuân và Nam đã live stream trên hai kênh sóng của Xuân và Nam rồi. Đấy. Thì với số lượng hơn 200 con đẩy Lắc với hai mẫu là R907 và R905, có nghĩa là 900W một kênh, 700W một kênh và 500W một kênh các bác nhá. Thì đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho tất cả các bác. Về những cái con đẩy công suất để phù hợp với tất cả những cái dòng loa. Đấy. Thì số lượng là hơn 200 con các bác ạ. Thì tối nay tầm 19 giờ hoặc là 19 giờ 30 gì đấy thì Xuân sẽ có một cái livestream bán hàng trực tiếp với tất cả các bác về cái lô đẩy này. Thì ngày mai tối nay thì Xuân sẽ nói chung là bên em sẽ tháo toàn bộ những cái phần nội thất của hai cái con đẩy này ra để cho tất cả các bác chiêm ngưỡng các bác nhé. Thì đợt này bọn em về rất là nhiều những cái dòng sản phẩm tới từ những cái thương hiệu tới từ nước Mỹ. Ví dụ như là loa ETC, đẩy Lắc này cũng là một thương hiệu của nước Mỹ các bác ạ. Đấy, và hôm vừa rồi thì bác nhớ là có con dòng đẩy Winsor không? Winsor VKS211 thì cũng là một dòng đẩy mà của thương hiệu Lắc sản xuất. Đấy, thì nó cũng là một thương hiệu của Mỹ luôn. Thì với bác nào nếu mà muốn thích dòng đẩy Winsor mạch Class H thì vẫn đang còn những dòng đẩy ấy, thì nó sẽ còn tầm 600W một kênh thì bên em vẫn đang còn các bác nhá. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì bác nào mà muốn chơi một con đẩy là vẫn là thương hiệu Lắc và nó có độ chất lượng cao hơn, cái độ đẹp, độ mỹ quan của nó ở bên ngoài nó nhiều hơn thì các bác nên sử dụng dòng đẩy Lắc này. Thì với cái dòng đẩy Lắc mà model R907 và R905 này các bác nhá thì nó sẽ sử dụng mạch là mạch của con đẩy Crown XLI 2005 đấy, và dòng này có một thiết kế cực kỳ đẹp mắt cho tất cả các bác luôn. Nó rất là phù hợp khi mà các bác có những cái con vàng hoặc những cái không gian gia đình mà nó sáng sủa hơn một chút đấy, nó sáng hơn chứ không phải là không gian tối màu các bác nhá. Với những cái dạng màu vàng gold mà nó hơi nhạt một chút như thế này nó rất là hợp với những dòng vàng ví dụ như là X12 này, X12 Plus này, một số dòng mic mà nó có cái đầu thu màu vàng hoặc như là cái tay mic bằng gold thì các bác có thể là kết hợp chọn bộ những cái dòng này lại với nhau thì nó sẽ có một cái không gian, cái bộ mỹ quan của cả cái dàn karaoke gia đình của mình nó sẽ đẹp hơn các bác nhé. Đấy, thì ngày hôm nay thì em sẽ review trước cho các bác này một đoạn về cái video về dòng này trước khi mà tối nay thì Xuân lên sóng cho các bác. Đấy, thì với cái dòng 907, dòng 700W một kênh và dòng 500W một kênh thì cái nội thất bên trong nó hoàn toàn giống nhau. Các bác có thể là mở con đẩy Crown mạch XLI 2005 ra để các bác so sánh với hai cái con này tối nay, hoặc là các bác xem trên mạng gì đó chẳng hạn, các bác nhìn thấy nó sẽ không có một những cái điều gì khác biệt các bác nhá. Có nghĩa là bên trong nó hoàn toàn giống nhau. Cái dòng Lắc này nó mua cái công nghệ của dòng bên Crown nó làm. Đấy là lý do vì sao mà những cái con đẩy này khi các bác mua mới ở thị trường Trung Quốc nó có giá tới tận 7.800 tệ. 7.800 tệ mà quy ra tiền Việt Nam nó sẽ tương đương với khoảng là tầm 29.800.000. 29.800.000 đối với một con đẩy Lắc mới như thế này. Đấy là mua bên Trung Quốc các bác nhá. Còn nếu như các bác mua bên Việt Nam thì giá của nó dao động tầm từ 34-35 triệu, kể cả cái tiền phí ship và tiền thuế nó đánh tăng lên. Đấy. Mà ngày hôm nay nếu như bác nào mà mua, các bác nào có nhu cầu đặt hàng với những con đẩy này thì các bác sẽ mua được một con đẩy gần như là mới, với cái độ đẹp không thua kém gì khi các bác mua mới bên Trung Quốc, mà giá chỉ có giảm đi rất rất nhiều. Ví dụ như một con đẩy R907 này thì giá dự kín, đây nói trước với các bác là giá dự kín nhé, và nó cũng sẽ quanh quanh trong cái mốc này thôi. Giá dự kín với một con đẩy Lắc R907 700W một kênh như này sẽ là 5.500.000 đồng. Còn đối với dòng 500W một kênh thì giá của nó sẽ là 5 triệu đồng một con. Đấy là giá dự kín của tối nay. Có thể giá nó sẽ thấp hơn nữa, hoặc có thể nó giá cao hơn một chút, nó sẽ quanh quanh cái mốc ấy các bác ạ. Đấy. Thì đây là một dòng đẩy hai kênh thực sự là rất là đẹp các bác nhá. Với chiếc API và các bác nhìn này. Với hai cái quai này là nhôm nguyên khối nhé. Nhôm nguyên khối vào một những cái lá nhôm của dòng, những cái phần mặt phay nhôm của dòng đẩy Lắc này, kể cả đẩy Winsor thì nó làm cho các bác một cái phay nhôm rất rất dày luôn. Đấy. Với hai chiếc API các bác nhá, hai chiếc API của hai kênh. Con này có một cái nốt này. Cái này là nốt, đây là nốt nguồn các bác nhá. Cái nốt nguồn này thực sự rất là khó thay và khó tìm. Cho nên ngày hôm qua khi mà bọn em bóc hàng ra, bọn em phải tỉ mỉ tìm từng cái một, nếu như không may nó có hiện tượng nó bị rơi ra ngoài. Đấy. Cái này khi mà vi vận chuyển thì nó rung lắc thì nó hiện tượng nó bị rơi ra ngoài, nó thực sự là nó cũng là điều bình thường thôi, chứ không có gì cả. Cho nên bọn em là tìm kiếm nó và kỹ càng hơn, vì nó sẽ là những cái độ đồng bộ như thế này.
Phần mặt trước nó thì nó sẽ cho các bác là hai cái phần lưới tản nhiệt nhá. Bên trong nó có lọc bụi này, tên thương hiệu Lux này. Các cái dãy đèn quắc của nó là có đèn signal, đèn clip và đèn protect, là những cái đèn hoạt động bình thường. Cái này nó còn cẩn thận này. Cẩn thận nó chỉ cái chiều in cái hình chỉ dẫn chiều mũi tên của cái dòng đấy này các bác này. Đấy, hướng dẫn sử dụng đây. Về cái này thì nếu như cái model là 907 thì nó sẽ to hơn một chút. Cái này size nó sẽ lớn hơn một chút các bác này. Size nó sẽ lớn hơn một chút. Còn đối với dòng 905 đây, các bác nhìn thấy chợ Isu này các bác này thì nó sẽ bé hơn một chút. Đây các bác nhìn thấy đây. Về phần mặt sau, phần mặt sau thì các bác sẽ thấy là những cái con đáy này nó sử dụng, nếu là sản xuất cho những cái thị trường nội địa Trung Quốc thì các bác sẽ thấy là nó có khá nhiều tiếng Trung Quốc đấy các bác nhá. Ngoài tên thương hiệu này, luckpro.com này, đây là số series của con đáy, và giống như những dòng đáy Mỹ hoặc là những cái con sản phẩm thiết bị của Mỹ thì nó sẽ có các cái số series, mỗi một con nó sẽ có một cái số series tem QC pad này. Ngoài mặt sau thì nó sẽ cho các bác là hai cái phần kết nối, đây là cái dạng kết nối ra loa các bác nhé. Cái này sẽ kết nối bằng Newchick. Thì khi mà bọn em gửi hàng cho tất cả các bác ạ, thì bọn em sẽ tặng kèm cho các bác là hai cái jack Newchick. Hai cái jack Newchick khi mà bán hàng với một con đẩy như này, với một con đẩy lắc như này. Phần mặt trong thì ở phía sau, phía sau thì nó sẽ còn thêm cho các bác là hai cái quạt tản nhiệt. Và giống như đẩy crowd chẳng vậy. Thực sự là cái những cái quạt tản nhiệt này nó hoạt động rất là êm. Thực sự rất là êm luôn. Và con đáy này thì một cái là các bác nhìn nó là đẹp tinh tươm, đẹp như mới luôn. Đẹp tinh tươm, đẹp như mới luôn, và bên trong thì chạy êm, quạt chạy êm. Và vệ sinh thì những cái dòng này rất là dễ các bác ạ. Tháo nội thất ra, tháo cái nắp ra, dùng cái vòi máy bơm ra bọn em ạ, bọn em xịt qua một cái là bên trong nó cũng đẹp như mới luôn. Đấy, rất là nhiều các bác nhá. Hai cái phần kết nối tín hiệu đầu vào ta sẽ thấy là đây. Một là đường input vào này, hai là cái đường link này. Đường link này các bác có thể kéo sang một con đẩy khác nhé. Từ cái tín hiệu con đẩy này kéo sang một đẩy khác. Với ba cái mốc, ba chế độ đánh, Shifter, Para và Bright. Đấy, độ nhạy tín hiệu đầu vào thì nó sẽ có hai dạng, có hai mức. Một là mức 0.75V và mức thứ hai sẽ là 1.4V. Đây, 0.75 và 1.4 này. Đấy, đảm bảo với các bác là tối nay thì sẽ cho các bác một siêu phẩm đẩy với một cái độ đẹp quá tuyệt vời luôn. Và thứ hai là nếu như mà các bác, em sẽ khuyên các bác là nên đặt hàng nhanh tay. Nên đặt hàng nhanh tay, giữa một con 700W và một con 500W thì nó cách nhau chỉ có 500.000 đồng, 500.000 đồng một con. Mà các bác mua 700 thì các bác sẽ được mức công suất cao hơn một chút. Đấy các bác nhá. Còn nếu như bác nào mà chậm tay hơn một chút, không có đặt được con 700 thì các bác sẽ quay sang dòng 500. Thì dòng 500 này thì với mức công suất 500W một kênh và 3 chế độ đánh thì các bác có thể đánh được 2 đôi loa full 30 thoải mái. Đấy, các bác cứ đánh thoải mái thôi, cháy bên em chịu. Đây, các bác nha, 2 đôi loa full 30. Còn nói dòng 700W thì các bác có thể đánh được dòng loa 40 cũng được. Thoải mái luôn các bác nha. Và khi mà dòng đáy này nó sử dụng mạch crowd thì nó gần như là mất 70-80% là giống như crowd rồi. Và crowd thì cái chất âm của nó thì lâu nay được đánh giá rất rất cao. Dòng crowd dù nó thiết kế với nó chạy mạch gì đi chăng nữa, mạch class AB, mạch class H thì cái chất âm của nó vẫn là một cái điều gì đấy khác biệt so với những thương hiệu đẩy khác. Đấy, đó là lý do vì sao mà Crown luôn luôn được là một cái thương hiệu mà được rất nhiều người tiêu dùng lựa chọn để ghép vào những cái dàn đẩy công suất của mình. Đấy, cái này thì hôm nay em sang đây em quay thì em không mang có theo, không mang theo cái đồ để mở nội thất. Thì cái video này chỉ là video review trước cho các bác thôi. Xin hẹn các bác là tầm 19:30 tối nay lên hai kênh sóng Xuân Tốc Độ Audio và Nam Tép Audio để các bác mua những con đẩy này các bác nha. 1977 sẽ lên sóng những con đẩy này sau. Xin hẹn gặp lại tất cả các bác ở những clip tiếp theo của 1977. Xin chào.